Hello, chào các bạn. Năm nay là một năm đánh dấu cho sự trở lại của rất nhiều tựa game cũ mà hay như Agricola, Sobek cũng như là Grand Australia Hotel. Bọn mình đã làm video clip, các bạn hãy cố gắng lục lại mà xem trên danh sách phát của kênh Tới Lượt Tôi nha. Hôm nay mình cũng sẽ đem lại các bạn một tựa game đã cũ nhưng không kém phần nổi trội so với những người anh đi trước. Đó là The Long Shot Die Game. Cùng với cơ chế Roll and Ride đang nổi đình nổi đám ở gần đây thì đây là một tựa game rất đáng chơi. Chào mừng các bạn đã đến với channel Bo Game Tới Lượt Tôi và mình là Vũ. Hãy xem Long Shot The Die Game có gì nha. Được hãng Bersplex cho ra mắt vào nửa đầu năm nay, Long Shot The Dice Game nhanh chóng chiếm được thiện tình của bao nhiêu fan hâm mộ qua hình thức gọi vốn trên Kickstarter. Tựa game này được coi là một lời tri ân đến phiên bản gốc được ra mắt vào năm 2009, chính bởi tác giả Chris Henry. Bản die game này được rút gọn hơn với thời lượng chỉ trong 30 phút một ván chơi cho 1 đến 8 người. Khác với người tiền nhiệm, trò chơi sở hữu cơ chế betting và luffing độc đáo cùng cơ chế Roll and Ride đang rất thịnh hành trong những năm gần đây. Trong trò chơi, bạn sẽ vào vai một tay cá độ trong cuộc đua vô cùng kịch tính của những chú ngựa. Mỗi vòng chơi sẽ là một màn rượt đuổi gắt gao, sát sao của những chú ngựa trên đường đua về đích. Bạn cũng sẽ tham gia trên đường đua này với một vai trò là một bet thủ chuyên nghiệp cùng những mánh lới gian xảo tại đường đua. Mỗi lần xúc sắc đổ, bạn sẽ hồi hộp nín thở xem chú ngựa cưng của mình đang đi đến đâu rồi. Quan trọng lắm đấy nha, bởi chính những chú ngựa này sẽ đưa bạn về đích với số điểm cao nhất. Nào, tiếng súng đã nổ, bắt đầu đua thôi. Đầu tiên chúng ta hãy đến với cách setup của một màn chơi nào. Lưu ý rằng chúng ta sẽ bắt đầu setup cho 2 đến 8 người chơi. Phần solo sẽ không được đề cập ở trong video này. Thứ nhất, đặt bàn đua ra giữa bàn. 2. Đặt 8 chú ngựa đua phía dưới vạch xuất phát trên bảng đua. 3. Chọn một set 8 lá bài ngựa từ 1 đến 8 để sử dụng trong suốt game này. Nếu đây là lần chơi đầu tiên của bạn thì hãy sử dụng set được đánh dấu. 4. Đặt những lá bài mới chọn lên bảng đua. Khu vực này được gọi là chợ. Đặt những lá bài ngựa không được sử dụng vào trong hộp. 5. Phát cho mỗi người chơi một bảng đua và một cây bút. 6. Đảo đều những lá bài khởi đầu và phát cho mỗi người chơi một lá. Đánh dấu bảng chơi của bạn sao cho khớp với những lá bài vừa được chia. Lưu ý rằng có 4 dấu X đã được đánh sẵn ở trong lá bài khởi đầu và bạn sẽ đánh 4 dấu X này ở vị trí tương tự trên các ô nhượng quyền có hình chiếc xe hot dog phía trái bạn chơi. Sau đó viết số tương ứng lên hai con ngựa có màu tương ứng. Đây chính là vé cược của bạn được tặng free từ ban đầu. Mỗi người chơi sẽ được phát 12 đô làm vốn. Bạn hãy ghi nó vào ô tròn ở giữa đồng đô phía dưới cùng bên phải bản chơi nha. 8. Chọn người hay cá cược nhất làm người xuất phát đầu tiên, đưa cho họ hai viên xúc sắc và bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Có một vài lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu tiến đến cách chơi của tựa game này. A. Đây là khu vực cấm cược. Khi chú ngựa đang ở trong khu vực này thì chúng ta không thể cược vào chúng. B. Đây là vạch xuất phát cũng như là vạch kết thúc. Khi chú ngựa chạy hết một vòng trường đua và cán đích ở vạch kết thúc thì chú ngựa đó sẽ được bước lên bục vinh quang. C. Bục vinh quang sẽ chỉ có 3 chú ngựa được đến ở vị trí này, tương ứng với các thứ hạng 1, 2, 3 với từng mức thưởng khác nhau cho chủ nhân của chú ngựa đó. Và bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu cách chơi của tựa game này thôi. Một vòng chơi của Long Shot sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đổ xúc sắc. Hai viên xúc sắc sẽ được gieo để biết rằng chú ngựa nào sẽ di chuyển và di chuyển trong bao nhiêu bước. Cụ thể thì viên xúc sắc 8 mặt sẽ có 8 màu khác nhau, sẽ đại diện cho một trong 8 chú ngựa chúng ta có thể di chuyển. Với viên xúc sắc 6 mặt sẽ nói cho chúng ta biết chú ngựa có thể đi bao nhiêu bước. Ví dụ ở đây chú ngựa số 2 màu vàng sẽ đi 3 bước. Giai đoạn 2, di chuyển. Sau khi gieo xúc sắc, chú ngựa được chỉ định sẽ di chuyển một số bước nhất định. Sau đó chú ngựa sẽ kéo theo vài chú ngựa khác. Cụ thể là chúng ta có thể xem những chú ngựa đã được đánh dấu X trên lá bài của chú ngựa vừa di chuyển. Ví dụ sau khi chú ngựa số 2 đã di chuyển, nó sẽ kéo theo số 5. Số bước di chuyển thêm sẽ là 1, nên số 5 sẽ di chuyển một bước. Giai đoạn 3, hành động của người chơi. Sau khi ngựa đã di chuyển, mỗi người chơi sẽ lần lượt thực hiện một trong 5 hành động sau đây: thỏa thuận, mua áo, mua mũ, đặt cược hoặc là mua ngựa. Cụ thể thì mình sẽ lý giải từng hành động như sau. Thứ nhất là thỏa hiệp. Người chơi đánh dấu vào ô có số chú ngựa đang di chuyển theo
kết quả của xúc xắc. Ví dụ xúc xắc kết quả là 7, chú ngựa số 7 sẽ di chuyển và chúng ta sẽ đánh dấu vào ô số 7. Khi người chơi hoàn thành một hàng ngang hoặc hàng dọc nhờ đánh dấu vào những ô này thì họ sẽ nhận được một phần thưởng ở các ô phía dưới, bao gồm nhận 7 tiền, đẩy lùi hai chú ngựa bất kỳ 2 bước, đẩy lùi một chú ngựa bất kỳ 3 bước, tiến hai chú ngựa bất kỳ 2 bước, tiến một chú ngựa bất kỳ 3 bước. Lưu ý rằng một chú ngựa chỉ có thể cán đích bằng hành động di chuyển thông thường chứ không phải là do phần thưởng đây nha. Đặt một vé cược miễn phí có giá trị từ 1 đến 3 đô lên một chú ngựa tùy ý. Thực hiện hành động mua mũ cho chú ngựa. Thực hiện một hành động mua áo cho chú ngựa. Mua một chú ngựa ở chợ mà không cần phải trả phí nào. Hành động thứ hai là mua mũ. Đánh dấu ít vào chú ngựa có màu theo kết quả có xúc sắc được đổ ra. Bạn có thể đặt cược cho chú ngựa này và được trang bị thêm mũ bất kỳ lúc nào, kể cả khi chúng đang ở khu vực cắm cược. Hành động tiếp theo là mua áo. Đánh ít vào chú ngựa có màu theo kết quả xúc sắc được đổ và đánh số của chú ngựa đó lên một lá bài của một chú ngựa bất kỳ. Hành động tiếp theo, đặt cược. Bạn có thể đặt một vé cược lên một chú ngựa có màu tương ứng với kết quả trên xúc sắc. Lưu ý rằng giá trị bạn đặt chỉ có thể là từ 1 cho đến 3 đô và bạn chỉ được đặt vào chú ngựa duy nhất được đổ ra theo xúc sắc. Khi đã đặt cược thì bạn hãy giảm số tiền tương ứng của mình trên vé cược. Lượng tiền cược sẽ được cộng dồn vào chứ không phải cố định là 3 đô la. Ví dụ như lượt trước mình đã đặt 3 đô la vào chú ngựa số 1 thì ở lượt này nếu xúc sắc may mắn cho kết quả số 1 tiếp tục, mình vẫn có thể cược thêm 3 đô và tổng số tiền cược cho chú ngựa số 1 của mình đã lên thành 6 đô. Có một số hiệu ứng sẽ tặng cho bạn vé cược miễn phí và bạn có thể thêm số tiền này vào số tiền cược có sẵn mà không cần phải chi trả thêm bất kỳ số lượng nào. Tuy nhiên, nếu chú ngựa bạn muốn cược đã ở trong khu vực cấm thì bạn sẽ không thể sử dụng vé đó được nữa nha. Hành động mua ngựa, mua đứt chú ngựa với giá được in trên cùng của lá bài. Cuối game, nếu chúng ta về đích ở vị trí 1, 2, 3, người chủ của chúng sẽ nhận được số tiền thưởng tương ứng là 35, 25, 15 đô. Lưu ý rằng, mỗi chú ngựa chỉ có một năng lực riêng để hỗ trợ cho các bet thủ trong suốt đường đua. Nên, lưu ý, chọn bạn mà chơi. Và nếu như kết quả xuất sắc khiến cho bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động nào thì cũng đừng lo lắng. Bạn có thể sử dụng hành động hình móng ngựa để biến kết quả xúc sắc 8 mặt trở thành một con số mà bạn muốn. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng hành động này 3 lần. Nếu bạn đã đánh dấu hết 3 hình móng ngựa, bạn phải dành một lượt không làm gì để xóa một hình móng ngựa ở trên cái sheet của mình nha. Và cuối cùng, tựa game sẽ kết thúc khi có 3 chú ngựa cán đích đầu tiên. Trước khi tính điểm, người chơi sẽ tính tiền thưởng của những chú ngựa mang lại. Cách tính tiền cược sẽ bằng tiền cược nhân cho vị trí về đích. Ví dụ, chú ngựa số 1 của mình về đầu tiên và mình đặt 12 đô la vào chú. Tiền thưởng tất nhiên sẽ là 12 nhân cho 5 đô cho vị trí thứ nhất của ngựa số 1. Người chơi bắt đầu cộng tổng điểm của mình lại. Tổng điểm sẽ bằng tổng điểm thưởng cá nhân cộng cho tiền thưởng khi sở hữu áo, mũ của chú ngựa đó, 5 điểm cho mỗi cặp. Cộng với tiền thưởng của chú ngựa mà bạn đã sở hữu về đích nếu như bạn có, cộng cho số tiền còn lại. Ví dụ, trong hình dưới đây mình có 35 điểm thưởng do chú ngựa mình sở hữu về đầu tiên. 3 cặp áo mũ, 84 đô la tiền thắng cược và 10 đô la còn sót lại ở trên bảng điểm. Tổng điểm sẽ là 144 điểm. Một số điểm tương đối ổn, phải không nào? Với game Long Shot này thì tụi mình khá là ưa chuộng vì nó rất là dễ tiếp cận cũng như dễ chơi, dễ trúng thưởng. Cái cảm giác mà hồi hộp ngồi chờ từng viên xí ngầu được thả xuống để xem con ngựa yêu quý nào của mình có chạy hay không, đó là một cảm giác rất là vô mod. Nó làm mình nhớ đến cái tựa game Camel Up mà mình đã làm cách đây không lâu. Các bạn có thể tìm lại ở nơi đây nha. Dù là đua ngựa hay đua lạc đà thì trường đua luôn trở thành một nơi cho giải bánh tráng nướng mở rộng vì lật qua lật lại liên tục mà. À, nó đúng hơn là bánh tráng trộn chứ. Cảm giác của bạn khi bị người khác chơi xấu đẩy lùi vài bước hoặc là được một bạn bè giúp đỡ kéo lên vài bước, đó là một cảm giác rất là vui vẻ. Ngoài ra thì nó cũng sẽ làm bạn trở nên buồn thiểu, buồn thiêu khi con ngựa mà bạn đặt cược từ đầu đến giờ về cho. Xong, game này không phải là game không có điểm trừ. Long Shot The Dice Game thì hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của xúc sắc bạn gieo. Các bạn cứ thử nghĩ đi, một ngày đẹp trời bạn chỉ có thể roll được từ 6, 7 và 8. Tất cả những con số còn lại không chạy được một miếng nào, có phải là buồn hay lắm không? Bên cạnh đó, game này không phải là một game có tính chiến thuật cao, đòi hỏi những bước suy tính. Nó chỉ đơn giản là game làm cho bạn cảm thấy vui vẻ, hoạt náo
trong những giờ giải lao. Kết lại thì đây là một tựa game rất dễ chơi, dễ hiểu, dễ trúng thưởng, lại cực kỳ phù hợp cho những nhóm chơi đi du lịch bỏ gọn vào túi như thế này, hoặc giờ giải lao của các bạn học sinh hay nhân viên văn phòng chúng mình. Mình đảm bảo với các bạn trò chơi này sẽ bao vui. Thật may mắn khi có bất kỳ bạn nào đang sở hữu bộ game này trong lượt phát hành lần đầu tiên, vì hiện giờ khá là khó kiếm những bộ này ở trên thị trường. Đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền tải cho các bạn vào ngày hôm nay với tựa game Long Shot The Dice Game. Chúc các bạn may mắn khi tìm được bộ game này, bởi vì ít nhất các bạn phải tháng 8 mới có được một đợt in mới. Còn bây giờ thì chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tập kế tiếp nha. Bye bye. Rồi, hết video rồi đó. Biết làm gì không nè mấy bạn? Nhớ bấm like, share cho video của tôi nha. Nhấn nút đăng ký và nút chuông nhỏ nhỏ nếu là người chơi mới. Còn bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.